Chấn động, tử vi 2025 tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng sẽ ra sao, may mắn, giàu có hay biến động thế nào? Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu, nam mạng đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý vị luôn mạng khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cho thấy được vận mệnh của mỗi người là khác nhau, có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, nhưng tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, tuổi trẻ vang danh thiên hạ, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ. Nhưng cũng có những người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ tính cách hiền lương, luôn nỗ lực, cố gắng để vươn lên, phước đức đủ đầy nên được bề trên và các vị thần may mắn ban cho lộc lớn, cuộc sống tương lai ắt sẽ gặp nhiều điều may lành, giàu có hơn người. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi trong số 12 con giáp có tuổi Tân Dậu, nam mạng, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, cơ cực đủ đường, hung tinh liên tục đeo bám, nhiều lần lâm vào cảnh bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp. Nhưng nhờ tính cách chân thực, thật thà và kiên nhẫn chờ thời mà bước sang năm Ất Tỵ 2025 tới đây, bản mệnh sẽ có số hưởng, được trời ban cho lộc lớn, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này, sẽ ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang như ý, tiền vàng nhét chật két, mọi thứ đều viên mãn, 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình của quý bản mệnh tuổi Tân Dậu, nam mạng trong năm 2025 sẽ ra sao? Có điều gì giúp con giáp này đổi đời giàu có nhanh chóng như vậy? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Tân Dậu sinh năm 1981 hay còn được gọi là Long Tàng Chi Kê, gà trong lồng, Nam Cung Khảm Thủy, thuộc Đông Tứ Mệnh. Tân Dậu theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, thạch lựu mộc, tức cây thạch lựu, tương sinh, hỏa, thủy, tương khắc, thổ, kim. Tân Dậu với nạp âm hành mộc, do can tân kim ghép với chi dậu kim, tức là can và chi cùng hành kim, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, ít gặp trở ngại, từ tiền vận đến trung vận, hậu vận ít thuận lợi, thường gặp trở ngại và nhiều điều không xứng ý thuận lòng. Vì can chi khắc nạp âm, Tân Dậu chứa nhiều kim tính trong tuổi, khi lớn tuổi dù kim vượng hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ có vấn đề nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Tân Dậu có đầy đủ đặc tính của can tân, thận trọng, sắc sảo, thẳng thắn cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng. Chi Dậu thuộc chòm sao kim ngưu nên rất chịu khó cần cù siêng năng, chăm chỉ đúng giờ giấc. Mẫu người có đầu óc trật tự, ít khi to tiếng với ai, nhưng lúc tranh cãi thì bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, tầm nhận xét rất tinh tế trước khi có một vấn đề nào đó xảy ra, luôn đi trước các người khác một bước, phán đoán công việc cực kỳ chính xác nên hậu quả công việc thường vượt quá sức tưởng tượng, có khiếu về quản trị, tài chính, kể cả văn hóa nghệ thuật, lại mang nhiều tham vọng nên luôn luôn hướng tới mục đích đã vạch sẵn đến cùng, ít khi chịu bỏ dở. Tuổi Tân Dậu nam mệnh có thiên can mang chữ Tân, có các sao Cự Môn, Thái Dương, Văn Khuê, Văn Xương và Tứ Hóa, là người thích hợp với các ngành nghề cần sử dụng nhiều về lời nói như ngoại giao, nhà giáo, ca kịch sĩ hay môi giới thương mại. Với can chi cùng hành, tiền bạc dễ tạo, sự nghiệp dễ thành, nhưng với tuổi mạng tương khắc, khó tránh khỏi thăng trầm, duyên tình không thuận. Hơn nữa, quý anh với bản chất hiền lành, không ham lợi danh, thích cuộc sống thoải mái, ít chịu dành dụm nên sự nghiệp chậm thành. Tiền vận cũng có những thành công đáng kể, nhưng duyên tình rối ren, không an cư nên khó lạc nghiệp, phải đi vào trung vận gia đình sự nghiệp được vững vàng. Nếu đừng quá nặng về tình cảm, sự nghiệp ngày càng tăng trưởng theo tuổi tác, hậu vận phú túc nhàn an. Cuộc đời tuổi Tân Dậu nam mệnh được hư không tạng Bồ Tát ban cho trí tuệ nên từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ. Người tuổi Tân Dậu là những người kính trọng bố mẹ, biết gìn giữ tình cảm gia đình anh em, tuy vậy anh em không được gần nhau, mỗi người một nơi. Tân Dậu thuở nhỏ tính cách đã có phần hơi hướng nội và ít khi tiếp giao với bạn bè, lớn lên do cuộc sống mưu sinh nên Tân Dậu có thể thích nghi và nhanh chóng trở thành những con người nhanh nhẹn hoạt bát. Họ mạnh mẽ cá tính và sẵn sàng che chở bao bọc cho những người mà mình yêu thương sâu sắc. Họ cũng nổi tiếng là người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Tân Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Nam giới tuổi Tân Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau,
và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Có những người tuổi Tân Dậu rất hài hước, năng động hoạt bát trước đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Tân Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, Tân Dậu cũng có nhược điểm là dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Điều này đôi khi khiến con giáp mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Khi làm việc, nam tuổi Tân Dậu thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Vì thế trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Bù lại, người này tâm tính ngay thẳng, khoan dung, trí nhớ tốt và tự tin thể hiện mình. Từ 44 đến 50 tuổi, đây là những năm đẹp nhất trong cuộc đời, làm gì cũng thành công, xây dựng được sự nghiệp ổn định vững chắc. Đặc biệt, người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh thạch lựu mộc, có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư dôi, chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên cũng thường xuyên lâm vào cạnh phá tài, cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tuy nhiên con giáp này tốt hơn hết, chớ nên cho người khác vay mượn quá nhiều, khả năng nhìn người không tốt, tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được, vừa thiệt thân mà còn vừa mua bực vào mình. Xét tổng quan tử vi năm 2025, tuổi Tân Dậu, nam mạng. Thứ nhất, xem tử vi năm 2025 của nam mạng, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Ất là tương khắc. Luận tử vi tuổi Tân Dậu cho thấy, điều kiện ngoại cảnh, tác động bất lợi, phải nỗ lực hơn mới đạt được thành quả tương xứng. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, có thể là do áp lực công việc, dù không mắc bệnh nặng nhưng bệnh vặt khó tránh. Bản thân Tân Dậu nên ưu tiên cho sức khỏe, đừng để cho sức khỏe ảnh hưởng tới các khía cạnh khác của cuộc sống. Xét về địa chi, Dậu gặp Tỵ, lâm cục diện tam hợp, báo hiệu có vận quý nhân vượng, làm gì hay đi đâu đều có người trợ giúp, những ai làm lãnh đạo có đội ngũ tay chân, cấp dưới trung thành được việc nên ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một gia tăng, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh và ngũ hành năm tương sinh, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần của Tân Dậu đều tốt, cầu tài đắc tài trong năm 2025. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay, các tháng giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nam mạng Tân Dậu sinh năm 1981 được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng. Công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ. Dù nắm chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Thứ hai, xem tử vi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025 tuổi Tân Dậu nam mạng, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong cửu diệu niên hạn, sao Mộc Đức chính là một phúc tinh, sao tốt, mang lại điều tốt, may mắn trong công việc, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, gia đạo, bình an, hôn nhân hòa hợp. Về đường công danh, người được sao Mộc Đức chiếu tới sẽ được quý nhân phù trợ, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp, thêm nhiều bạn bè mới, thầy giỏi bạn tốt, mở ra nhiều cơ hội hơn trong học tập, sự nghiệp. Những người mới khởi nghiệp, nếu gặp năm Mộc Đức thì cần thận trọng, đề phòng thất bại, không nên quá kiêu ngạo, tự phụ mà cần khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Những người mệnh kim hoặc mệnh mộc mà gặp sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Hạn của sao Mộc Đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang lại điều tốt đẹp nếu người cúng, vừa cúng sao giải hạn, vừa nghênh sao để tiếp đón điều may. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao Mộc Đức như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn. Ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Trong năm các mệnh chủ được sao Mộc Đức chiếu vào, sẽ gặp nhiều may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng
có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn, cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai. Khi đang ở cát vận, may mắn trong công việc, có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, hôn nhân hòa hợp, tốt về phương diện cưới hỏi, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, da trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Tân Dậu, theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp hạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn, bất lợi dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù làm việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy, còn tốn thời gian, công sức, chẳng thể tham gia vào các hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc kinh doanh, không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết, sự cố gắng, quyết tâm cũng như vận may do các tinh mộc đức đem lại sẽ khiến bản mệnh được đón nhận khá nhiều tin vui, vận may trong năm 2025 này. Cả sự nghiệp tài lộc và tình duyên đều có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Duy chỉ có sức khỏe là không được như ý. Trong năm có hạn Huỳnh Tuyền, tuổi Tân Dậu nam mạng, cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu có ý định đi xa thì nên hạn chế đường sông nước nhé. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi Tân Dậu nam mạng. Sang năm Ất Tỵ tuổi Tân Dậu nam mệnh gặp vận niên, xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng. Biểu tượng này mang ý nghĩa bất lợi cho công việc, hành sự gặp trục trặc, thậm chí có thể phải bỏ cuộc giữa chừng đầy tiếc nuối. Ngoài ra, trong năm bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn đáng tiếc, đi xe phải cẩn trọng, không nên đi cùng xe với người hạn chế giống như mình. Nếu bản mệnh biết kiên trì, chờ thời, thì việc gì cũng hoàn toàn có thể làm xong, nhục bằng hấp tấp, vội sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh thương mại làm ăn trong năm nay, bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế đổi khác. Tuy nhiên, phương diện tình cảm khá tốt đẹp, tình cảm vợ chồng, lứa đôi được cải thiện đáng kể, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Chính vì lẽ đó, hãy kiểm soát tốt những áp lực về công việc và chuyện tiền bạc để gia đình luôn được yên ấm. Thứ 5, xem vận hạn năm 2025 tuổi Tân Dậu nam mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Tân Dậu cần tránh các năm tam tai là Tý, Sửu, Hợi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Tân Dậu 1981 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim lâu năm 2025. Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981 là 45 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm kim lâu. Hoàng ốc năm 2025. Năm nay gia chủ Tân Dậu phạm tuổi Hoàng ốc, tam địa sát. Phạm Hoàng ốc, tam địa sát, có câu tam sát nhân do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Thái tuế năm 2025.
Tân Dậu 1981, năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Tân Dậu 1981 năm Ất Tỵ 2025 là Trạch Lộc. Trạch Lộc là một trong bốn trạch tốt gồm Trạch Phúc, Trạch Đức, Trạch Bảo, Trạch Lộc. Trạch Lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1981 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, Phúc, Đức, Bảo, Lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là Phúc, Đức, Bảo, Lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025, gia chủ sinh năm 1981 gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Tân Dậu, nam mạng. Người tuổi Tân Dậu, khi bước vào năm 2025, vận trình của bạn gặp cục diện tam hợp và ngũ hành tương sinh, cho nên có thể thấy đây là một năm mà vận trình của nam Tân Dậu có phần thuận lợi và suôn sẻ hơn nhiều so với năm 2025. Công việc năm nay của chủ mệnh có những bước tiến đáng kể, nếu cố gắng quyết tâm thì dù gặp khó khăn cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Ngoài ra, Tân Dậu nếu tập trung vào việc của mình, hạn chế hành xử nóng nảy, lo chuyện bao đồng thì sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao ổn định, được người khác giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Năm 2025 này có thể tiến hành các công việc trọng đại, song trước khi bắt tay vào làm thì bạn cần lên kế hoạch kỹ càng, lường trước khả năng và sức khỏe của mình, tránh cố gắng quá sức. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Dậu năm 2025 về phương diện sự nghiệp khá lạc quan, chính tài tọa tỷ kiên mang tới cát khí nhiều hơn cho bạn. Bạn là người phân rõ thị phi, đối nhân xử thế, nhân nghĩa chính trực, nên đồng nghiệp, đối tác vô cùng yêu mến, các quan hệ xã giao được nuôi lớn, cũng là lúc cơ hội thăng tiến của bạn gia tăng. Người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ có một năm phát triển tương đối tốt, bạn nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong công việc và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Các bạn nam tuổi Tân Dậu gặp được năm tam hợp, Tỵ Dậu Sửu phù trợ, bạn có vận quý nhân giúp sức. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Ngũ hành sinh xuất, bản thân Tân Dậu cần phải xác định, nghiêm túc dồn sức cho công việc thì mới thu được kết quả tốt. Chỉ cần một chút lơ đễnh thì có thể gây ra những sai sót không đáng có trong quá trình làm việc. Trong năm này, đối với các bạn nam tuổi Tân Dậu, cũng cần giữ thái độ cầu thị, hòa nhã nơi công sở, nên kiềm chế tính cách nóng nảy để tránh gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Khi có bất đồng ý kiến xảy ra, tốt nhất bạn nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình, không gây tổn thương đến hòa khí. Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất công việc, các bạn nam tuổi Tân Dậu cũng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tâm trạng. Các hoạt động thể thao, du lịch có thể mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều, trong năm vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra. Do vậy, với các bạn nam tuổi Tân Dậu cũng nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm. Hứa hẹn sẽ có được nhiều trải nghiệm bất ngờ, bạn có thể cân nhắc đến việc bắt tay vào những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc đời. Về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2025. Năm 2025 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của Tân Dậu trở nên cực kỳ hanh thông và thuận lợi. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước, mưu sự dễ thành. Dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, các bạn nam tuổi Tân Dậu cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, v.v. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Người làm kinh doanh, buôn bán,
cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình, bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về cơ bản đối với các bạn nam tuổi Tân Dậu, trong năm này, công việc diễn tiến khá suôn sẻ, kéo theo tiền bạc tăng tiến. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại, đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc phấn đấu hơn nữa. Đồng thời, trong năm này có vận quý nhân xuất hiện để dẫn đường chỉ lối, cho nên các bạn nam tuổi Tân Dậu nên biết lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm, bài học đáng quý cho mình. Đầu năm, các bạn nam tuổi Tân Dậu nên siêng năng đi chùa, chăm phóng sinh, làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp, phát tài, phát lộc, gia đình thịnh vượng. Về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2025. Tử vi năm 2025, dự đoán bạn sẽ nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm nay. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình của mình. Gia đạo được hài hòa êm ấm, bản mệnh và nửa kia cũng duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể, hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Về phương diện sức khỏe của Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2025. Theo tử vi cho thấy, đối với các bạn nam tuổi Tân Dậu, trong năm Ất Tỵ 2025, về phương diện sức khỏe lại có phần kém hơn so với những năm trước đây. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sự tác động của hạn huỳnh tuyền làm cho sức khỏe của bạn không được tốt, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu. Trong năm có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo cho các bạn nam tuổi Tân Dậu cần chú ý việc đi lại, tham gia giao thông cũng như các vật sắc nhọn, đặc biệt kỵ tắm sông, hồ, kẻo gây nguy hiểm đến tính mạng. Để nâng cao sức đề kháng, các bạn nam tuổi Tân Dậu cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Ngoài ra, việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bạn nam tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mạng Tân Dậu sinh năm 1981. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2025. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá, kẹo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số, không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang.
Quý vị thân mến, đầu năm xem tuổi xông nhà là truyền thống của người Việt để cầu những điều tốt lành, an vui và may mắn cho năm mới. Theo đó, người đến xông nhà là những người hợp tuổi, có phúc khí, sống lương thiện thì sẽ đem đến cho gia chủ tài lộc thịnh vượng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Tân Dậu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Mậu Tuất 2018, tốt, Kỷ Sửu 2009, tốt, Mậu Thìn 1988, tốt, Kỷ Mùi 1979, tốt, Mậu Tuất 1958, tốt, Kỷ Sửu 1949, tốt, Mậu Thìn 1928, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Quý Sửu 1973, tốt, Quý Mùi 1943, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Ngọ 1954, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Bính Tý 1936, không tốt, Bính Tý 1996, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Nam Mạng, trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Nam Mạng. Trong tháng riêng Tân Xuân, với các bạn nam tuổi Tân Dậu có vận trình tài lộc tương đối tốt. Bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Về tình cảm cũng khá lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Nam Mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, với sự giúp đỡ của Kim Quỹ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số quan chức và chức sắc xuất sắc để kết bạn, giao lưu trong tháng này. Và sự nghiệp, tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác với các bạn nam tuổi Tân Dậu, cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình, dù may mắn đến mấy cũng không nên lộ liễu quá. Nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ vì quá chướng mắt và sẽ gây rắc rối cho chính bản thân mình. Tháng này, các bạn nam tuổi Tân Dậu nên chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Nam Mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, đối với các bạn nam tuổi Tân Dậu có vận trình tài lộc khá khả quan. Được thúc đẩy của các cục Thìn Dậu nhị hợp, lại thêm các tinh, thanh long và thiên phúc, nhiều người có thể đón nhận được vận may trong các trò chơi may rủi, trúng số hay rút thăm trúng thưởng. Đặc biệt, đối với một số bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nhờ đạt được công trạng và thành tích tốt mà cuối tháng bạn có thể được nhận thưởng, tăng lương hoặc được sếp khen ngợi. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Nam Mạng. Đối với các bạn nam tuổi Tân Dậu, được tam hợp trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp tương đối thuận lợi trong tháng 4 âm lịch này. Với sự giúp đỡ của các tinh và thái dương, cơ hội làm việc cho những bạn nam tuổi Tân Dậu trong tháng này đã tăng lên. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025
đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, nhân duyên của các bạn nam tuổi Tân Dậu có thể gặp chút khó khăn. Bị ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Thậm chí, chính bạn còn thu hút một số tiểu nhân gây ra cho mình tai họa. Vì vậy, với các bạn nam tuổi Tân Dậu nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Các bạn nam tuổi Tân Dậu có vận trình sức khỏe bình ổn. Dưới sự hộ mệnh của Thiên Mã, Lộc Tồn, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, các bạn nam tuổi Tân Dậu sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó thực sự tốt. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình của các bạn nam tuổi Tân Dậu. Do bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, khi làm gì cũng thiếu đi sự tự tin và tích cực. Điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám. Vì vậy, các bạn nam tuổi Tân Dậu nên điều chỉnh lại tâm trạng trong tháng này, đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Tài vận của các bạn nam tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch này có phần sa sút. Đây là tháng tuổi bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, có sự hao tán về tiền bạc. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không. Chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích, điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt nghiêm trọng. Bởi vậy, tử vi khuyên các bạn nam tuổi Tân Dậu nên học cách tiêu dùng hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ gây bất lợi cho tài vận của chính mình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Trong tháng 9 âm lịch năm 2025, các mối quan hệ xã hội của các bạn nam tuổi Tân Dậu được cải thiện đáng kể. Với sự trợ giúp của sao tướng tinh, hoa cái, sức hấp dẫn với những người khác của bạn rất thịnh vượng, bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để cho các bạn tuổi Tân Dậu phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Với các bạn nam tuổi Tân Dậu cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty, điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Bước sang tháng mới, vận may tổng thể của các bạn nam tuổi Tân Dậu trong tháng này ở mức trung bình, phát triển thường thường. Với bạn, không phải chịu ảnh hưởng bên ngoài tác động quá lớn, lại được thiên phúc trợ mệnh, bảo trợ, cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc rủng rỉnh trong tay. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận đào hoa của các bạn nam tuổi Tân Dậu tăng lên rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh, vận tình cảm của bạn phát triển rất tốt trong tháng này, đặc biệt là mối quan hệ giữa bạn và bạn đời của mình sẽ trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn nữa. Đào hoa tinh xuất hiện sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thắt nút cho đoạn tình cảm của mình bằng một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này bạn cần chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng. Trong tháng cuối năm này đối với các bạn nam tuổi Tân Dậu sẽ tương đối bận rộn, thời điểm cuối năm đang đến gần. Chắc chắn bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn. Tam hợp trợ vận, việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh Tân Dậu được thuận lợi, tuy có phần vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít, tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa.
Nhiều bạn cuối năm sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh, cũng giúp cho bạn thoải mái hơn, an tâm hơn khi có tiền trong tay. Nhắc nhở các bạn nam tuổi Tân Dậu nên chú ý kết hợp giữa làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi. Nếu không phải nghỉ để dưỡng bệnh, dưỡng ốm còn mất thời gian và làm đứt đoạn tiến trình công việc hơn, điều này sẽ ảnh hưởng tới tài vận của cả năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.